Vâng, AC Hit Minoan Pan là quân của các cầu thủ bên phía team Thái Nguyên trận đấu thứ ba này. AC Hit Minoan và Pan. Nói chung là ngoài Pan ra thì cả ba người kia ai cũng thể làm chủ lực được. Chúng ta cùng chờ đợi xem quân của các cầu thủ bên phía team huyền thoại là gì. Katarian là quân của Linda, Summerian là của Fio, Egypt là của X-Man và Babylon của Dinosaur. Vâng, Dinosaur từ đầu giờ hình như Babylon là quân đẹp nhất anh từng cầm. Và trận đấu này chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ Linda để xem anh chém một trận thi đấu mẫu mực như thế nào mà. Vâng, anh đã đề nghị với tôi là trận thi đấu này quay màn hình máy của game thủ Linda. Và chúng ta cùng chờ xem. Một bầy hươu bốn con dành cho anh. Dân thứ 8 sinh ra và chặt gỗ. Vâng, hai cây gỗ đầu 75 gần sẽ giúp cho Linda có thể thiết kế được chơi bét đầu tiên sớm. Và với bốn con hươu này, game thủ Linda sẽ lên đề 2 chắc chắn dọa ma đối phương sẽ cực kỳ tốt. Vâng, bốn con hươu đã nằm xuống ở nhà chính của game thủ Linda. Hãy cùng chờ xem Linda chém như thế nào. Bây giờ thì cắt dần ra và đi dò thôi. Trận đấu mà dò hơi muộn của game thủ Linda. Phải chăng anh hoàn toàn tự tin rằng trận đấu này là một trận đấu mà nhà anh rất giàu? Vâng, hãy vâng quay trở lại với trận thi đấu này. Vẫn chưa thấy thêm đồ gì ăn thêm dành cho đội trưởng, cựu đội trưởng team Hà Nội. Còn gì ăn không? Vẫn chưa thấy đồ gì ăn cả. Vâng, anh bảo trận đấu này hãy quay anh, bởi vì trận đấu này anh sẽ là một trận đấu chém vâng chém mẫu dành cho các tay chém huyền thoại hiện đại ngày nay. Vâng, đôi voi dành cho game thủ Linda. Một pha câu đôi voi mẫu mực không? Vâng, câu đôi voi mẫu mực luôn. Vâng, Linda là anh đề nghị anh lên hình. Và chính vì thế anh sẽ biểu diễn tất cả những kỹ năng anh có. Một hit dành cho anh. Vâng, món quà khuyến mãi dành cho anh trong việc câu hai voi. Chuẩn bị nháy dân. Vâng, hai con voi đều đã quay đầu. Rất hay. Vâng, tôi nghĩ rằng thôi thì anh câu từng con voi một cũng được. Chủ yếu là cứ chém chết đôi nhà là win. Vâng, một voi nằm xuống. Vâng, có lẽ là Linda anh đã quen với việc lên truyền hình rồi, nhưng mà có lẽ là lâu anh không lên, chính vì thế mà anh hơi cóng. Vâng, tôi nghĩ rằng đóng chiếc BS để ăn luôn hai voi cũng là một, không phải là một điều gì đó quá xa xỉ. Bãi quả phụ đã thấy dành cho game thủ Linda. Và bây giờ thì đóng một chiếc BS vừa ăn cả gỗ và ăn cả voi thôi. Hai mươi bốn nông dân và game thủ Linda chúng ta đã ngừng xin dân, tuy nhiên số lượng thường lên là không đủ, cắt dân ra để ăn bãi quả phụ. Một trận thi đấu mà đồ ăn sẽ là lên đời khỏe dành cho game thủ Linda, tuy nhiên lại là không phải là một trận đấu mà anh lên đời quá sớm, bởi vì anh đã phát hiện ra hai con voi hơi muộn. Vâng, kích đời ở 8 phút 06 với 24 nông dân Canadian. Chúng ta dạo qua một chút màn hình máy của các game thủ khác khi quay trở lại với màn hình máy của game thủ Linda. Summerian của Fio, 27 dân. Vâng, và anh các anh đang chia ngọt sẻ bùi. Vâng, chia từng miếng thịt hươu với nhau. Hươu này sẽ là của Fio Runa. Còn Egypt của X-Man thì sao? Hình như là vẫn chưa kích đời thì phải. Vâng, một trận đấu kích ở đầu 9 của game thủ X-Man, nhưng mà là kích 2. Còn đây là Daiso, sau một CD chém cùi của anh thì bây giờ khi mà anh cầm Babylon, anh kích đời 2 sớm hơn rất nhiều. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Linda. Linda là người lên đời sớm nhất của team huyền thoại. Vâng, chuẩn bị lên đời rồi. Đây là BL của game thủ Linda và đây là BM. Một trận đấu mà sẽ kích ở khoảng 14x. Vâng, 14x với 24 nông dân Canadian. Vâng, có được 14x không?
Vớ vẩn, nó lại chuyển sang 10 năm x thì buồn cười. Vâng, 14, 19 giây với 24 dân Kata. Chiếc BS đầu ăn, vâng, đóng một chiếc BS để ăn vàng. Chiếc BS này khá đẹp. Và bây giờ thì, vâng, xin con ngựa giò để đẩy đi. Chúng ta hãy cùng chờ xem khả năng chém mẫu mực của Linda nó là như thế nào. Vâng, mid E. Hơi lỗi một chút, nhưng không sao. Bãi vàng dường như là hơi xấu xí. Con ngựa giò, vâng, con ngựa giò xin ra và đẩy đi ngay. Mục tiêu của game thủ Linda sẽ là ở góc 9 giờ. Chúng ta cùng chờ xem Linda chém như thế nào trong trận thi đấu này. Vâng, gặp game thủ 3 rồi, game thủ 3 cũng đang đẩy ngựa giò. Chúng ta cùng chờ xem Linda đối đầu với căn bệnh khó chữa. À không, như vậy là game thủ M3 đẩy ngựa giò đi đâu vô? Game thủ 1 mới là game thủ ở ngoài cánh phía bên này cơ. Bây giờ thì con ngựa giò game thủ 3 đã chọc, vâng, chọc vào bãi vàng của game thủ Linda rồi. Một dân nằm xuống. Bãi vàng của game thủ Linda đang tắc. Vâng, và Linda vẫn đang miệt mài đi dò các cơ sở làm ăn của các cầu thủ bên phía team Thái Nguyên. Nhưng đến hiện tại thì cả anh vẫn chưa thành công, vẫn chưa dò ra cái gì đây rồi. Tuy nhiên các cơ sở làm ăn của game thủ 3 đều đã được bao bế kín. Anh sẽ làm như thế nào? Vâng, là tôi sẽ chờ xem một trận thi đấu mà game thủ Linda đã xử lý cái tế bào này như thế nào khi mà mọi cơ sở làm ăn của các cầu thủ bên phía team Thái Nguyên đều đã được bao bế kín hết cả. Lạc đà rất khó chém. Vâng, nhưng với kinh nghiệm của Linda là anh sẽ xử lý như thế nào đây? Từ nãy giờ hình như anh vẫn chưa kill được bất kỳ một đơn vị quân nào của game thủ phía Thái Nguyên thì phải. Nâng bánh xe. Bây giờ là đi ăn hoang, sóc lạc đà. Rất chuẩn bài. Vâng, đây rồi. Xúc. Game thủ của ba cũng rất tỉnh, chạy dần ngay được. Quá nhanh và nguy hiểm. Lạc đà của game thủ 3 thì vẫn đang ùn như quân nguyên chảy vào nhà của game thủ Linda. Xúc luôn à? Vâng, xúc luôn bởi vì lạc đà của Linda không giáp. Và dường như lạc đà của game thủ 3 căn có chữa là công giáp đầy đủ. Chúng ta cùng xem, vâng, vào nhà của X-Man để xem game thủ 3 có chém vào nhà của X-Man không. Vâng, X-Man không bị làm sao hết. Lạc đà vẫn đang rất to khi mà game thủ Linda vẫn đang cân cánh tốt. Trong một trận thi đấu mà nói thực là game thủ Linda chém cũng gọi là tạm ổn cân cánh, nhưng mà không quá thành công. 28/60, và khi mà cung R mà một đẩy ra thì anh sẽ chết. Vâng, không biết là X-Man thời điểm này có đẩy quân ra để bảo kê ở nhà của game thủ Linda hay không. Ở đây rồi, game thủ X-Man vừa đẩy quân ra, nhưng vừa rồi là một tên đẩy lỗi của game thủ X-Man. Vâng, của game thủ bác sĩ của chúng ta. Tham lai của X-Man là 43/48. Còn Linda thì vẫn... Vâng, công bằng mà nói thì trận đấu này game thủ 3 chém khỏe hơn so với Linda. Trận đấu mà chém... Vâng, Linda muốn lên truyền hình và chém mẫu mực. Tuy nhiên thì đây có lẽ không phải ngày quá. Chém thực sự là... Vâng, anh chém có nói là tròn vai. Chúng ta hãy chuyển qua màn hình máy của các game thủ khác để xem các anh xử lý những thế bài này như thế nào. Vâng, game thủ 3 đã kết hợp với game thủ 1 úp vào nhà của Firuna. Đã úp vào nhà của Firuna. Lạc đà 1-3 rất đông. Vâng, nhưng mà có cả sự giúp của game thủ X-Man. Đây sẽ là một turn 2v2. Và lợi thế là thuộc về các game thủ bên phía team huyền thoại. 42/68 là tham lai của game thủ Fiona. Điểm số của game thủ phía team Thái Nguyên là cao hơn. Một pha 7E đuổi quân, đuổi team 1-1 đi là chính thôi, chứ không phải làm tên 7E bắt quân của game thủ Fio. Nhưng mà trong bãi gỗ của anh thì đang có khách. Nhưng con lạc đà của game thủ 1-4 cũng đang nhảy vào ăn hôi. Dây máu ăn phần. Ekip của Linda đang tham lai rất to.
Còn đây, màn hình máy của Daiso. Từ nãy giờ không để ý đến anh, timeline của anh là 13/32. Khi anh được cầm một cái quân tuyển từ nhất từ trước đến giờ, anh được cầm Babylon 16/32 chính là timeline của Daiso ở thời điểm này. Đóng một cái BG. Vâng, đóng một cái BG sát cạnh rừng để có thể đóng, để có thể ăn một vài cái ruộng nho nhỏ xinh xinh. Vâng, đóng một cái ruộng nhỏ xinh xinh để không tránh bị phít hạ. Tôi nghĩ là cũng không nên cháy cối mà làm gì khi mà ở kia vẫn còn nguyên một cái BC nữa. Nhưng mà đai giò thì không, anh vẫn đang quyết tâm cháy cối. Phải giết được một thằng nông dân không được. Game thủ 1-4. Anh thực sự là quá tai ác, một nông dân cũng không thể cho game thủ đai giò ăn. Và đai giò thì vẫn đang cháy cối, thể hiện cái độ huyền thoại của mình. Vâng, chúng ta xem huyền thoại hay game thủ. Vâng, đây rồi, cuối cùng thì game thủ trẻ đến từ Thái Nguyên cũng đã nằm xuống thằng nông dân. Chết. Nhưng mà bây giờ thì Dinosaur anh sẽ làm thế nào để có thể công được vào nhà cái thủ 2 đây? Toàn là nhà cứng, thực sự khó nhai. Còn đây là màn hình máy 49/80 của game thủ Fio, không quá to, 18/56. Vâng, sau một trận thi đấu chém cân cánh của game thủ Lida, bây giờ anh phế. Và thời điểm này chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ X-Man. Ôi tí đi sai. Thảo Lai, vâng, bị đè 48/52. Vẫn đánh được ngon. Fio và X-Man vẫn là những người to bên phía của team huyền thoại. Vâng, X-Man đang có những con GR đi để quản lý nhà của game thủ 3. Thời điểm này là thời điểm mà không thể nào mà công được vào nhà của game thủ 1 nếu như không có một pha ốp quân. Vâng, game thủ MOBA chém, chính vì thế mà cái việc quản lý bản đồ của game thủ X-Man sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà game thủ 1 thì khác hoàn toàn. Game thủ 1 là đánh cung ngay từ đầu, lực là rất khỏe. Và bây giờ thậm chí là game thủ X-Man còn bị ốp nhà cơ. Nhưng mà sẽ không được, bởi vì đây là sức mạnh tới từ những con cung R của Egypt. Vâng, X-Man đang chiếm được một cái con dốc ở vị trí nhà mình. Không dễ dàng gì cho các game thủ bên phía team Thái Nguyên có thể công được vào được. Timeline của game thủ X-Man đang là 87/100. Quyết định là thủ nhà và lên 4 trăng. Game thủ 1 không biết cầm con gì. À, AC. Màu 1 là AC, màu 2 là Hitty. Như vậy là Hitty sẽ là người lên 4 đầu tiên. Nếu như AC và Hitty thì Hitty chắc chắn là người được ưu tiên lên 4 đầu tiên rồi. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta hãy cùng xem có một turn ốp quân vào nhà của Hitty không, hay từ đầu đến giờ chưa ai đụng gì vào nhà của Hitty. Nhà của Hitty là một trận đấu, là một thế nhà cực kỳ khung và được game thủ màu 2 bo bởi những chiếc nhà cực cứng. Vâng, như vậy là các game thủ bên phía team huyền thoại đã quyết định ốp vào nhà của game thủ xanh 1, là người cầm AC. Giết chết xanh 1 đầu tiên để giảm lực của cũng như là giảm ham của các game thủ bên phía team Thái Nguyên. Sau đó khi mà game thủ màu 2 âm đồ và kick 4 là sẽ có một turn bất thình lình giật mình ốp vào nhà game thủ màu 2, thế là chiến thắng. Vâng, nói thì đơn giản như vậy thôi chứ thực sự là hơi khó. Ngay cả cái việc ốp vào nhà của game thủ màu 2, game thủ 1 cũng không phải đơn giản. Khi mà các bạn thấy trên bản đồ con, rất nhiều cung đờ của game thủ 2 đang sang bảo kê ở nhà game thủ 1. Và bây giờ là một turn mà X-Man dường như sẽ bị bắt quân. Đang nói chuyện là đơn giản thì thôi, chứ các game thủ bên phía team Thái Nguyên cũng rất biết cách phối hợp với nhau. Và bây giờ thì game thủ nhà của game thủ 1 cũng đã giữ được. Nhà của X-Man thì cũng gần như là bất tử, không đơn giản có thể công được nhà của X-Man. Tuy nhiên khi mà Hitty lên 4 thì sẽ là một cái điều gì đó khá khác biệt. Khi mà đến thời điểm này là thời điểm mà X-Man vẫn chưa đủ thực cũng như vàng có thể để có thể kick 4 vừa cùng với Hitty được. Vâng, còn nhà của game thủ 6, game thủ Fiona, chúng ta cùng đến với màn hình máy của game thủ Fiona đang bị Hitty đẩy vào. Vâng, game thủ Hitty, game thủ màu 2 đang thực sự là bá đạo trong trận thi đấu ngày hôm nay. Game thủ màu 2 có lẽ là game thủ đánh hay nhất trong buổi giao hữu ngày hôm nay giữa team huyền thoại và team Thái Nguyên.
Những trận đi đấu mà anh được cầm chủ lực, anh đánh rất khủng khiếp. Một mình anh có thể cân được cả 4 game thủ huyền thoại chúng ta, khi 4 nhà đều to, không thể tin nổi. Đặc biệt tôi ấn tượng nhất với anh là cái trận anh cầm Egypt, không thể tin nổi trận đấu đó anh có thể cân được cả Babylon của Lida và Babylon của Fiorona, cả hai cùng lên 4 với cái timeline 1 lít. Vâng, timeline của Fiorona khi cầm Summer chỉ còn là 55.16 khi mà bị ốp nhà. Vâng, sự xuất hiện của những con lạc đà game thủ 4 cũng như là game thủ bố 2. Bây giờ thì game thủ bố 2 đã lên 4 xong. Và mục tiêu tiếp theo sẽ nghe là vào nhà của X-Man. Nhà của X-Man là bất tử khi đỡ đời 3. Tuy nhiên nó sẽ là không, nó sẽ là chắc chắn tử khi mà game thủ bố 2 đã lên xong đời 4. Nhà của Fiorona xuống sang nhà của game thủ X-Man là những con dốc. Và nếu như chiếm được con dâu này thì nhà X-Man bung chặt. Tôi khẳng định với các bạn là nhà X-Man bung chặt nếu như mà City chiếm được con dâu này luôn. Vâng, như vậy là nhà con dâu này đã bị hot City của game thủ 2 chiếm lấy. Và nếu như không có gì thay đổi thì turn này sẽ là một turn mà game thủ X-Man bung nhà. Vâng, hot City đã bắt đầu đẩy sâu vào bên trong. Và game thủ X-Man sẽ lấy gì mà đỡ bây giờ? Hot TT nó là một cái gì đó quá khác biệt so với những quân cùng bình thường. Thực sự khó. Timeline của X-Man đang giảm xuống một cách trầm trọng. Vâng, từ 1 lít 2 thì phải xuống còn 93, mất gần 30 đơn vị quân. Và trong ở nhà của game thủ mùa 1 thì anh không thể công vào được. Còn ở nhà của anh thì game thủ mùa 2 liên tục đẩy hot xuống nhà. Đẩy hot xuống như nhà BA. Timeline của X-Man chỉ còn là 85/56. Và tôi dám cá 1/10 rằng đây là một turn mà X-Man không thể đỡ được. Fiorona cũng đã đóng rất nhiều ca để thủ nhà cho game thủ X-Man, nhưng không thành công. Và như vậy là Dinosaur Reside. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ 2 dành cho các game thủ bên phía team Thái Nguyên.